Khi các bạn chạy quảng cáo AdWords thì có một loại còn nguy hiểm hơn cả click tặc, click ảo. Đó chính là việc khách hàng tiềm năng của chúng ta, họ đã kích vào quảng cáo nhưng mà họ đã thoát ra và không làm gì cả. Thì lý do họ thoát ra thì có rất là nhiều lý do. Có thể là do là nội dung của chúng ta chưa đủ hấp dẫn và họ đọc thấy không thấy thu hút và họ thoát ra. Lý do và một cái lý do liên quan đến kỹ thuật là đó là cái việc website của chúng ta quá chậm, họ không thể chờ chúng ta được. Theo nghiên cứu rằng là trên online, khách hàng chỉ chờ chúng ta từ 3 đến 5 giây là tối đa để chờ website của chúng ta thoát ra. Khi một website của chúng ta quá chậm thì họ sẽ thoát ra và chúng ta sẽ không có khách hàng nào cả. Kể cả họ là khách hàng tiềm năng thật nhưng mà website của chúng ta chậm quá, họ sẽ không thoát ra. Và cái lý do thứ hai nữa đó là cái việc website của chúng ta không thân thiện với cả di động. Tại vì bây giờ như các bạn đều biết là có đến gần như là ai cũng có thiết bị smartphone ở trong tay. Nếu mà cái website các bạn không thân thiện với di động thì họ sẽ thoát ra và cũng không trở thành khách hàng của chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 3 công cụ để các bạn có thể làm sao để tối ưu website trước khi chạy quảng cáo. Thì công cụ đầu tiên muốn giới thiệu với các bạn đó là công cụ kiểm tra tính thân thiện với thiết bị di động. Thì các bạn có thể vào cái đây, nó có một cái công cụ gọi là mobile friendly. Các bạn đơn giản các bạn chỉ cần copy cái đường link website các bạn vào đây và các bạn enter. Sau đó thì Google sẽ hiển thị cho chúng ta kết quả. Ví dụ như trang này là trang được Google đánh giá là thân thiện với di động. Vậy là chúng ta đã qua bước đầu tiên, có nghĩa là rất nhiều người di động vào website chúng ta thân thiện với di động. Và cái bước thứ hai là các bạn có thể kiểm tra một cái công cụ gọi là Page Speed Insight để xem là tốc độ load trang của các bạn như sao. Ví dụ như cái trang này mình kiểm tra thì tốc độ trên mobile là 48/100, tốc độ trên desktop là 56/100. Như vậy là cái tốc độ website này đang ở mức trung bình và các bạn cần phải tối ưu hơn nữa. Tại vì nếu mà tốc độ website chậm như thế này thì rất nhiều khách hàng khi kích vào quảng cáo của chúng ta, kể cả họ là khách hàng tiềm năng thật, nhưng mà khi kích quảng cáo của chúng ta họ chậm quá, họ sẽ thoát ra và chúng ta sẽ không thu được cái gì. Trong khi đó số tiền thì chúng ta đã mất rồi. Tại vì Google tính tiền theo click, có nghĩa là các bạn họ chỉ cần kích vào quảng cáo, nghĩa là chúng ta đã mất tiền. Còn việc họ có trở thành khách hàng của chúng ta hay không thì Google không thể quan tâm việc đó, mà Google cứ click là mất tiền, có nghĩa là chúng ta đã mất tiền và khách hàng tiềm năng thì không thấy đâu. Đây các bạn nhìn thấy này, cái này có công cụ này có một cái rất là hay là các bạn có thể là kiểm tra được xem là ví dụ như là tốc độ trên mobile là 48/100 chẳng hạn, thì làm thế nào để khắc phục việc đó. Thì các bạn nhìn này, ở dưới này nó có cái Optimize Image này, Show How to Fix, các bạn kích vào đây. Đấy, nó sẽ hiển thị rất là chi tiết, có nghĩa là các bạn có những ảnh nào cần phải Optimize Image, có nghĩa là cần phải tối ưu hóa hình ảnh rất là chi tiết, đúng không ạ? Rồi đây kiểu giảm cái tốc độ gọi là kết trinh của trình duyệt. Đây các bạn, mình không hiểu kỹ thuật lắm nhưng các bạn cũng chả cần phải hiểu. Các bạn chỉ cần có những cái thông tin như này và chúng ta gửi cho cái bạn phụ trách kỹ thuật hoặc là người đang giúp chúng ta làm website, và các bạn sẽ nhìn theo cái này, các bạn có thể chỉnh sửa được để làm sao để cái tốc độ load trang ở trên mobile và trên desktop của chúng ta lên. Thông thường để quảng cáo tốt thì nó phải từ 80/100 trở lên thì là sẽ quảng cáo sẽ rất là ổn. Và cái công cụ thứ ba mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là công cụ Test My, đây này, nó là Test My Site with Google. Thì cái công cụ này nó mới thay đổi một chút, bây giờ nó tập trung vào thiết bị di động và sẽ test xem là cái website chúng ta nếu mà chạy trên thiết bị di động thì nó sẽ load khoảng mất bao nhiêu giây. Đây, ví dụ như mình đang test thử cái website này thì trung bình nó mất khoảng tầm 5 giây. Đấy, có nghĩa là cũng khá là tốt rồi. Và Google còn thống kê là có nghĩa là nếu tốc độ load trang là 5 giây thì có tới khoảng tầm 19% đây, visitor loss, có nghĩa là mất khoảng 19% khi khách hàng kích vào quảng cáo của chúng ta, kích vào chúng ta rồi nhưng mà khoảng 19% sẽ thoát ra. Đấy là tốc độ của các bạn là hút rồi đấy. Còn nếu các bạn mà tầm 8 giây, 10 giây thì không hiểu là cái con số phần trăm khi họ sẽ thoát ra trước khi đọc được thông tin của bạn là bao nhiêu. Như vậy là sẽ rất là lãng phí. Cái này còn nguy hiểm hơn cả click tặc, click ảo. Tại sao nguy hiểm hơn? Tại vì họ là khách hàng tiềm năng của chúng ta rồi, nhưng mà họ tìm thấy quảng cáo của chúng ta rồi mà họ lại thoát ra thì đúng là quá là nguy hiểm, đúng không ạ? Ở đây là Google còn hướng dẫn là đây, làm sao để giảm xuống còn 3 giây. Có nghĩa là 3 giây là Excellent có nghĩa là tốt, là xuất sắc. Thì làm thế nào để giảm thì các bạn cũng phải kích vào đây. Đây thì Google sẽ hướng dẫn chúng ta cách giảm như thế nào, có những hướng dẫn. Thì những cái này thì các bạn kỹ thuật sẽ rất là hiểu. Và nếu chúng ta muốn nhận cái báo cáo này, các bạn chỉ cần kích vào Get My Free Report, có nghĩa là chúng ta đây. Ví dụ tôi muốn nhận cái báo cáo này, kích vào Yes, Send Me My Report, sau các bạn điền email của các bạn vào đây. Đấy, là sau đó ví dụ tôi điền email của tôi là cường@vietviet.vn. Đấy. Và sau đó tí nữa Google sẽ submit, Google sẽ gửi cho tôi một cái email là làm thế nào để tối ưu hóa cái website này để tốc độ load trang nó nhanh hơn, để đỡ tốn tiền quảng cáo. Thì đấy là cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Các bạn có thể dùng các 3 công cụ này để kiểm tra xem website của mình đã tốc độ load trang đã ok chưa, có thân thiện với di động hay không, rồi là làm thế nào để làm cho cái website của chúng ta thân thiện hơn, tốc độ load trang nhanh hơn. Sẽ giúp các bạn quảng cáo Google AdWords, mình nghĩ là sẽ hiệu quả rất nhiều. Đây là cái việc đầu tiên mình hay làm trước khi quảng cáo bất kỳ một website nào cả. Đây, các bạn có thể tham khảo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.